Kính chào quý vị và các bạn, thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà cô Trúc để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Dạ. Chào em. Dạ, em chào anh, em chào cô chú anh chị toàn quốc. Dạ, hôm nay nhà em lại về một clip mai tàn có phôi có giao lưu với cô chú và anh chị. Dạ, mai này là mai giảo hột, mai từ 5 đến 10 cánh. Dạ, địa chỉ hôm nay là chợ gạo Tiền Giang, số điện thoại của em là 0948 232 226. Dạ, rất mong mọi người ủng hộ giúp em ạ. Hình thức mình bao ship sao em? Dạ, hôm nay là em bao ship toàn quốc nha. Rồi, bao ship toàn quốc nha quý vị. Rồi, mình vào cây đầu tiên là một cây phôi. Dạ, chiều cao 66. Rồi, xen dần cho quý vị thì mình thấy cái đường thân của nó luôn. Đó, đường thân của quý vị. Mình để đây. Để dòng luôn ha. Rồi, cho cái hoành cái mình báo giá luôn ha. Dạ. Dính cái cây à, dướng cái nhánh nhỏ. Hoành thân 29. Rồi, 29. Dạ, em giao lưu giá 800. Rồi, 800 ngàn được cái phôi mai giảo luôn. Rồi, xuống cây anh em ơi. Đây, chỉ vô để hồi nó đi, nó chậm chậm, nó té. Rồi. Mã số 2 luôn quý vị ơi. Là một mai tàn ha. Rồi, cao khoảng 1m8 anh ơi. Rồi, 1m8 chắc có hơn hay nhân quý vị. Tán ngang chắc còn 1m. Rồi, tán ngang 1m. Ở quý vị, định đọt nó đây ha. Tay cành này quý vị. Dán ở đoạn dưới thì hơi lắc đây ha. Hơi siêu. Đó. Để nó đây, đó, nó xè ra bít hết trơn ha. Để chịu ăn trước cũng quá xá luôn nè. Rồi, dừng luôn, cho cái hoành rồi báo cái giá luôn. Để xè đều luôn. Dạ, hoành thân là hơn 27. Rồi, hơn 27. Dạ, em giao lưu giá 2,1 triệu. Rồi, 2,1 triệu. Rồi, xuống cây anh em ơi. Rồi, lên cây số 3 luôn. Rồi, mã số 3 là một phôi. Dạ, chiều cao 127. Rồi, 127. Có số tay cành luôn. Rồi, cho anh cái hoành luôn ha. Dạ, hoành thân 31 anh ơi. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, em giao lưu giá 800. Rồi, 800 ngàn một phôi hoành 31, có tay cạnh luôn, có 800 ngàn, nhanh tay chốt luôn quý vị ơi. Rồi, xuống cây anh em ơi. Rồi, số 4 lên luôn. Rồi, 1m. Rồi, cho cái hoành em nó luôn. Dạ, hoành hơn 23. Rồi, giá nhiêu em? Dạ, em giao lưu giá 400. Rồi, 400 ngàn quý vị ơi. Rồi, xuống cây anh em ơi. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số 5 nha. Số 5. Cao. Chiều cao 128. Rồi, có tay cành cũng nha nhiều nè. Đó quý vị, cao 128. Tay cành cũng bỏ hết điều. Rồi, để thì cũng quá xá quá xa ở dưới luôn nè. Đó. Rồi, cho cái hoành cái mình báo cái giá luôn ha. Dạ, hoành hơn 16 anh ơi. 16, giao lưu nhiêu em? Dạ, em giao lưu giá 400. 400 ngàn quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên cây tiếp theo luôn. Mã số 6. Rồi, nhớ đánh số vô nha. Mã số 6 nha anh, để quên nha anh. Chiều cao đó là 125 nha. Rồi,
125 rồi xe vòng luôn chú ơi. Đó, dáng thế nó ha quý vị. Đây, bộ đế nè, đó. Cũng nở luôn ha. Rồi cho cái vành luôn chú ơi. Dạ hoành yếu 30. Rồi, yếu 30, một chút xíu nữa mới được 30. Rồi giao luôn nhiêu em? Dạ em giao luôn giá 900. Rồi, 900.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 7 luôn, một tay xách em nó luôn. Quá mạnh luôn. Cầm đều luôn chị ơi. 126 chiều cao. Rồi, tay cành thì đặc nghẹt luôn nè. Đó. 126 cao. À, này giờ nó ra bung tượng cái là ra được cây đẹp ở rừng cái gì ơi. Rồi, à, để con nhóc dưới đây tao nào quý vị. Dạ hoành 13. Rồi, à, giao luôn nhiêu đây em? Giao luôn giá giật mình luôn quý vị ơi, 300.000. Giá giật mình luôn, bao ship luôn 300.000. Rồi, xuống cây luôn. Giá giật mình luôn. Dạ cái mã số 8. Rồi, số 8. Chiều cao 76. Rễ quá xá rễ luôn. Hoành hơn 25, yếu 26 xíu anh. À, xíu em. Dạ. À, giao luôn nhiêu đây em? Dạ em giao luôn giá 700. Rồi, 700.000, rễ quá xá quá xa luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo là một cây mai tàn quý vị ơi. Dạ, chiều cao mã số mấy rồi? Mã số 9 nha quý vị. Mét 8. Mét 8 có hơn. Hơn 1 mét. Rồi, hơn mét 8 ngang. Cao thì hơn mét 8. Đó. Đọt đó quý vị. Đây ha. Rồi, tay cành đây. Xuống nè. À, có dáng như dáng lông, giống dáng lông đó ha, đó, đầu rồng nó sừng rồng đó. Giống ha, tựa nha quý vị. Có những cái bộ đế này đẹp. Đế đều quý vị ơi. Không to to luôn ha. Ai, nguyên cái đầu con rồng này quý vị ha, đó đó. À, rồi, cho cái quạnh luôn em ơi. Giống như động rộng quá hả? Hoàng thân, yếu 25 chiếc nè. Yếu 25. À, vô giá 1.3 triệu anh. 1.3 triệu quý vị, nguyên cái động rộng luôn nè. Chốt chơi quý vị ơi nữa. À, rễ đẹp luôn ha. Rồi, xuống cây. Nhanh tay chốt quý vị ơi. Mã số 10. Chiều cao khoảng mét 8 anh ơi. Rồi, mét 8 chiều cao. Bán ngang là mét 2 đúng không? Rồi. Rồi, để đây quý vị ơi. Để bỏ đều quý vị ơi. Dừng. Có mấy cây này có cái cục gì nè, sùi trứng hả? Ở đây quý vị cũng có bạch bạch ở trong đây kia, cũng có bạch bạch đây cũng có nữa nè. Đây cho cái hoành luôn em, có cái trứng ở ngoài đây nè, trứng lọc hả? Dạ hoành hơn 21. À, giao luôn nhiêu đây em? Dạ em giao luôn 1.9 triệu. À, 1.9 triệu nha quý vị. À, để hết sức luôn không. Rồi, xuống cây luôn em ơi, sùi trứng luôn ha. Mã số tiếp theo quý vị ơi, mã số 11. Rồi, cho chiều cao em nó luôn Trúc ơi. Dán này dán 3 nha quý vị ơi. Dán ngang 1.3. Rồi, xen vòng cho quý vị thấy cái dán đó nè. Cái tay cũng do luôn. Đó quý vị, cái dán này ha, đó, nó bài quá ha. À. À, dừng hướng đó luôn em ơi. Cho dừng qua hướng bên đây nè, hoặc là hướng bên đây. Dạ, dễ thấy cái dáng của nó. Đó, rồi dừng.
coi cho quý vị xem lại cái dáng đó ha. Đây đỉnh đọt cho quý vị. Này thì nút nụ thì đặt kẹo trên nhà, nhà về quý vị về lặt bớt nút nụ quý vị để chơi xong nó suy nha quý vị. Về bỏ nha nụ nha quý vị. Là cây này mình xem rất là mạnh khỏe, rất là sung cây luôn. Đây đế nè. Ôi ôi đế xè rất là đẹp luôn. Đó. Rồi cho cái quành nha. Đây, đo rất là cẩn thận quý vị, đo sợ dướng đó ha. Quành hơn 20. Rồi khỏi xe đâu hết, rồi báo giá luôn. Giá 1,5 triệu anh ơi. À quý vị thấy bộ đế hết sức luôn ha, rất sức đẹp nó chị chứ phải xây cái gì quý vị. Xây cho quý vị. Về thấy tòa nè. À, để đẹp luôn ha. 1,5 triệu em. Dạ 1,5 triệu anh. Rồi xuống cây. Để thầy luôn. Không có. Không có tiền mua. Để thầy luôn. Thôi. Chứ hỏi là kia đó muốn là muốn vườn không đó. Rồi giờ lấy cây đó trừ nửa vườn. Trừ nửa vườn hả? Tiếp theo mã số 12. Rồi, một phôi luôn mã số 12. Chiều cao 128. Rồi. Quay clip gì có mấy mấy trăm mà lấy cây biết chừng nào trừ nổi. Để tiền mua sữa với tả cho con quý vị ơi. À rồi cho cái hoành luôn. Dạ hoành hơn 31. Rồi hơn 31 xây dòng đế luôn. Đó, củ đẹp nè quý vị ơi. Giao luôn nhiêu đây em? Dạ em giao luôn giá 1 triệu. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây luôn anh em ơi. Rồi lên cây mới luôn. Cây cực to luôn. Chiều cao 112. Rồi 112. Đó, tại cạnh đây. Rồi hoành luôn. Cây cực to, giá cực nhỏ. Dạ, hoành hơn 12. Rồi mấy trăm đi em? Dạ giá 300. Rồi 300 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 14. Dạ, chiều cao 72. Rồi, cao 72. Quà em đo đây nha. Rồi, kéo ngang qua luôn, dạ. 18 luôn. Rồi, xây dòng báo giá luôn em ơi. Giá giật mình quý vị ơi. Hết hồn luôn hả? Dạ, giá 200 ngàn. Rồi, hết hồn. Xuống cây. Mã số 15. Chào luôn. Dạ chiều cao 120. Rồi có tay cành, số tay cành nè. Đó, cao 120. Ăn rình rình thấy cái gì đây? Có nghe bệt u u gì đây? Dạ hoành hơn 23 nha anh. Rồi này em giao lưu giá 500. Rồi giá giật mình luôn. 500 bao ship luôn. Bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 16 luôn. Còn một cái mai tàn. Chiều cao hơn 1m8 đây. Rồi 1m8 có hơn. 8 ngàn 3. Rồi sẽ xây luôn. Đó đỉnh đọt cái tên nó cái gì còn mấy cái lá ha. Đó đây nè ha. Rồi nút nụ quá xá qua xa luôn. Đấy một nồi quý vị ơi. Một nồi luôn. Rồi hoành luôn. Dạ hoành 25. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Dạ em giao lưu giá 2,1 triệu anh ơi. Rồi 2,1 triệu quý vị. Rồi xuống cây anh em ơi. Rồi rớt nón luôn.
Rồi lên cây mới luôn. Mười mấy rồi. 17 rồi, nó xấu hết rồi. Không sao. Rồi, mã số 17 cao nhiêu đây? Dạ cao cỡ 22 quá anh ơi. À, quá xa cao luôn. Đấy nha, mét 3. Rồi, mét 3. Rồi, miếng lưới lan nó rớt xuống không sao. Đấy, vô đại á, cao rồi. Đếm một nồi luôn quý vị ơi. Đưa cái giá anh hai đẩy cho anh hai. Đưa cho cái giá. À, một nồi anh luôn ha. Nồi đếm luôn quý vị. Rồi, cho cái quành luôn rồi báo cái giá luôn, đếm một nồi luôn à. Giống con gì? Dạ, quành hơn 24. Hơn 24. Giao luôn nhiêu đây em? Dạ em giao luôn giá 2.3 triệu. 2.3 triệu nha quý vị. Rồi, một nùi đế luôn, xuống cây anh em ơi. Mã số 18. 18 quý vị ơi. Rồi, cao em nói nhiêu đây? Dạ cao chắc hơn 2 mét lên đây. Rồi. Mang nguyên bệ đó ha. Rồi cho cái quành luôn em. Dạ, 24 đúng luôn. Rồi báo giá luôn. Dạ em giao lưu giá 1.9 anh ơi. Rồi 1.9 quý vị. Rồi xuống cây nè em ơi. Mã số 18 xuống cây. Mã số 19 quý vị ơi. Rồi. Rồi. Đó quá gió. Nó ù luôn. Này nhìn giống như cái hình con gì á thầy ha. Hình con gì đây? Rồi dần dần dần. Đế có những cái hột hột rồi quý vị. Đó. Để hột nhóc luôn ha. Để mà có những đống hột nè. Quành 23. Rồi, 23 thấy quý vị. Đó, rễ đống hột cục tròn nhóc luôn đó. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Dạ em giao luôn 1.9 triệu. À, 1.9 triệu. Rồi xuống cây anh em ơi. Có người nó bị, nó là sụt trứng, có người nó bị bệnh. Không biết là bị gì. Tiếng trứng rễ gì đó. Lâm. Hả? Ờ. Cây số 20. Tùy sở thích. Mã số 20. Cao hơn 1.5 mét. Rồi. Ai, một nồi rễ luôn. Nồi đế luôn quý vị ơi. Rồi cho cái quành luôn. Dạ, quành hơn 17. À, cho luôn nhiêu đây em? Dạ 1.1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Lên cây mới luôn. Hai mấy rồi? Dạ 21 quý vị ơi. Chiều cao hơn 1.5 mét. Rồi. Bán ngang là cỡ 1.1 mét. Rồi xây xây luôn.
Để một nồi luôn quý vị ơi. Nồi để luôn. Rồi, cho cái quành luôn em ơi. Nồi luôn. Dạ, quành 23. Rồi, giao luôn cái này nhiêu đây em? Dạ, em giao luôn 1,5 triệu. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, xuống cây anh em ơi. Một nồi luôn. Rồi, khi cái đó xong, tả cái xứ lại. Rồi, mã số tiếp theo. Dạ, mã số 22. 22. Điểm cao cả 1,7 m anh ơi. Rồi, 1,7 m cao. Rồi, xây xây luôn em ơi. Đó, quý vị. Siêu siêu vậy đó quý vị ơi. Dán tổng thể thôi quý vị. Hàng cũng bỏ đều quý vị ơi. Rồi, dừng luôn em ơi. Tay cành ha. Bỏ rất là đều ha quý vị. À rồi cho cái quành luôn. Dạ, quành 27. À giao luôn cái này nhiêu đây em? Dạ em giao luôn với 3,2 triệu em ơi. Rồi 3,2 triệu nha quý vị. Rồi cái này hết ha em. Dạ mã này mã cuối luôn anh ơi. Rồi mã số 22 cũng là mã số cuối cùng của clip quý vị ơi. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo. Rồi quý vị nào xem chưa bấm đăng ký, bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì alo liền cho Trúc ha. Rồi số điện thoại Trúc mình để tiêu đề đó quý vị.